Trong các tác phẩm của nhà văn Kim Dung, số lượng nữ nhân võ công cao cường hiếm thì không phải, nhưng so với phái mạnh thì chẳng thể so bì được. Đồng lão giết người không cần dùng đến chiêu thứ hai, Lý Thu Thủy một thân phiêu giật, Hàn Tụ Phất Huyệt ảo diệu khôn lường, Lâm Triều Anh võ công ngang ngửa với Vương Trùng Dương, người đứng đầu trong ngũ bá. Ngay đến chuyên nhân của bà là Tiểu Long Nữ, hai tay thi triển Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, cũng đánh cho Kim Luân Pháp Cương phải sống dở chết dở. Võ công chỉ là một khía cạnh. Theo các bạn, nữ nhân nào là người có ngộ tính võ học cao nhất trong 15 bộ truyện? Mọi người hãy cùng Đình Phong trải nghiệm trong video ngày hôm nay. Chúng ta cùng bắt đầu nào. A Cửu cũng có thể coi là một nữ nhân có ngộ tính võ học khủng trong tiểu thuyết Kim Dung. Nhớ năm xưa khi Viên Thừa Chí và Thanh Thanh rời xa Trung Nguyên để ở ẩn, thì nàng cũng đi tu và nhận Mộc Tang đạo nhân làm sư phụ. Sang đến bộ truyện Lộc Đỉnh Ký, võ công của nàng đã vô cùng bá đạo. Kim Dung từng nói rằng sau khi được sư phụ truyền hết cho tuyệt nghệ của Thiết Kiếm Môn, Cửu Nạn còn gặp được kỳ tích và võ công tiến bộ lên rất nhiều, tỷ với Mộc Tang đạo nhân còn có phần nhỉnh hơn. Hiện nay trên đời, ngoại trừ Viên Thừa Chí ra không biết hành tung ở đâu, thì tưởng như không còn ai ngang hàng với nàng nữa. Người thông minh liệu học gì cũng nhanh, làm gì cũng giỏi. Điều đó có đúng, như các bạn đã biết, Triệu Mẫn năm xưa IQ vượt bậc, cộng thêm sự trợ giúp của Thành Côn, đã dám manh động cử không tướng tới ôm bom Trường Tam Phong, sau đó gọi Tama ra khiêu chiến nhất đại tông sư của võ đàng. Không chỉ có thế, với thập hương Nguyễn Cân Tán, nàng đã tóm gọn cả lục đại môn phái bắt trói lên Phản An Tự. Mục đích đầu tiên là bắt họ đầu hàng, thứ nữa là học trộm các chiêu số tinh diệu của các môn phái để trở thành cao thủ. Triệu Mẫn tuy nội lực không đủ, nhưng vẫn có thể luyện chiêu thức đến mức tột cùng để bổ túc cho nội công kém cỏi. Trong số những tuyệt kỹ mà nàng lĩnh hội được, có ba chiêu thức kỳ lạ đã từng giúp Trương Đại Giáo Chủ thoát khỏi kiếp nạn, đó chính là Thiên Địa Đồng Thọ của Ân Lê Đình, Ngọc Toái Côn Cương của phái Côn Lôn và Nhân Quỷ Đồng Đồ của Không Động. Hồ Phu Nhân có thể coi là một trong những người vợ tuyệt vời nhất trong tiểu thuyết Kim Dung. Kim gia từng mô tả Hồ Nhất Đao dáng vẻ thô lỗ, ăn thùng uống bại, thế nhưng lại có một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm luôn ở bên cạnh mình, chẳng kể sóng gió nguy nan. Đặc biệt lạ lùng thay, Hồ Phu Nhân tuy lạ phải yếu, nhưng võ công cũng vô cùng ghê gớm. Khi việc của ông xạ và Mi Nhân Phụng đại chiến, mà có rất đông kẻ thù muốn lấy mạng phu phụ họ Hồ. Vào một đêm trong khi Hồ Nhất Đao đang ngủ, có tới mấy chục người xông tới tấn công. Hồ Phu Nhân thi triển một đường khinh công trác tuyệt, dưới ánh trăng tay cầm giải lụa trắng tựa như con rồng chập chờn lên xuống. Thế rồi những tiếng lảng xoảng ối a vang lên, chẳng mấy chốc binh khí của đám gian tà đều bị giật mất. Sau 4 ngày tỉ thí hai người hổ miêu bất phân thắng bại, thì Hồ Phu Nhân đã phát hiện ra điểm yếu của Kim Diện Phật, đó chính là chiêu đề Liêu Kiếm Bạch Hạc Thư Xí. Thế nhưng Hồ Nhất Đao cho rằng như thế có thắng cũng chẳng công bằng, nên không nghe theo lời vợ, kết cục bị chết thảm dưới âm mưu của Điền Quy Nông. Hồ Phu Nhân thấy vậy cũng tự tận theo chồng, quả là đáng tiếc. Vương Ngữ Yên xuất thân là cháu ngoại của Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy. Nàng ta nhờ ghen con cháu nhà nòi, tuy không học võ công nhưng kiến thức võ học trong thiên hạ thì nắm trong lòng bàn tay. Vì thế nói không hoa, Vương Ngữ Yên giống như một cuốn từ điển sống bằng xương bằng thịt. Còn nhớ trong rừng hải đại hội cái bang, tim ăn mày thấy bọn người của Mộ Dung gia là Bác Bất Đồng và Phong Bá Ác, tưởng họ là kẻ đã giết chết phó bang chủ Mã Đại Nguyên, thành thử kết đả cấu trận bắt nghi can bằng được. Tiêu Phong vốn tính cẩn mật, khi chưa coi xét rõ ràng, không muốn gây thù chuốc oán với nhà Mộ Dung, thành thử thi triển thần uy chế ngự bao ác hai người trong chớp mắt. Trong lúc cụ bang chủ xử chiêu, Vương Ngữ Yên đã đọc vanh vách từng chiêu mà anh nghĩ sẽ sử dụng. Chỉ đáng tiếc Tiêu Phong xuất kỳ bất ý ra tay không có triệu chứng gì, thành thử dù nàng có nói bao ác cũng chẳng kịp hiểu để mà phản đòn. Ngay cả Dự Gà cũng nhiều lần được Vương Ngữ Yên trợ giúp thoát khỏi cửa tử. Vì thế nên nhiều độc giả và Dự mới nói rằng anh mà có nàng trợ giúp thì kể cả Vô Danh Thần Tăng cũng phải ngán ngẩm. Trí thông minh của Hoàng Dung có lẽ đứng đầu trong giới nữ nhân trong toàn bộ các tác phẩm của nhà văn Kim Dung. Thiên hạ này không ai là không biết, Quách Tĩnh có được võ công như ngày hôm nay hẳn phải nhờ rất nhiều vào gái rượu của Đông Tà. Còn nhớ khi thấy Hầu Thất Công dạy Quách Tĩnh Hàng Long Thập Bát Trưởng, nàng cũng nũng nịu dụ dỗ lão. Hồng Thất Công liền đáp: "Được thôi, y chỉ học được một chiêu, muốn thắng y có khó gì. Ta dạy người một bộ quyền pháp Tiêu Giao Du." Vừa dứt lời, thân hình đã nhảy vọt lên, tay áo phất phơ, tiến đông lùi tây,
thân pháp vô cùng khinh linh. Kim Dung mô tả Hoàng Dung trong lòng đã ngấm ngầm ghi nhớ. Khi Hồng Thất Công đánh hết lộ quyền pháp thì nàng đã hiểu được một nửa. Sau khi lão chỉ điểm đường lối cách thức, không đầy 2 giờ đã hiểu tất thảy 36 chiêu. Sau cùng nàng và Hồng Thất Công đồng thời 3 chiêu. Hai người sóng vai cùng đứng, một người bên phải, một người bên trái, tiến lùi lên xuống, quả thật như con én ngọc, một con ưng lớn chấp chới bay liệng. Đánh hết 36 chiêu, hai người đồng thời rơi xuống đất, cùng nhìn nhau bật cười. Hồng Thất Công nhìn Quách Tĩnh rồi nói: "Con nhóc này thông minh gấp trăm lần nhà ngươi." Trang Khờ lắc đầu đáp: "Ấy nhiêu chút thức biến hóa phức tạp như thế mà nàng làm sao học ngay được, lại còn không quên nhỉ? Mới rồi ta mới được chiêu thứ hai đã quên chiêu thứ nhất rồi." Nhắc đến Cầu Thiên Xích, người ta nghĩ ngay tới một mụ già xấu xí, thân tàn mà dại. Sở dĩ họ cầu đến nông nỗi này, phần là do tính cách của bà ta, thứ nữa là do đã chọn nhầm phi công trẻ. Kim Dung mô tả Cầu Thiên Xích bản tính hiếu võ, năm xưa được Cầu Thiên Nhẫn truyền thụ võ nghệ, nhờ thế mà tu vi cực kỳ ghê gớm. Trong một lần đuổi giết địch nhân đã lạc vào Tuyệt Tình Cốc, mà thế là cặp chị em vô tình đâm phập vào nhau. Sau khi thành thân, bà ta truyền thụ sở học cho Công Tôn Chỉ. Ngay đến võ công gia truyền của lão là Âm Dương Song Nhẫn và bế huyệt kể cũng xảo diệu, nhưng có quá nhiều sơ hở. Chính Cầu Thiên Xích đã dày công nghiên cứu bổ túc, khiến họ Công Tôn mới có được bản lĩnh như ngày hôm nay. Chỉ đáng tiếc lão phụ tấm chân tình của vợ, để rồi đôi bên ương trở mặt thành thù, hận nhau đến tận xương tủy. Sử Tiểu Thúy cũng có thể coi là một kỳ tài võ học trong giới nữ nhân, bởi vì bà ta là người sáng tạo ra Kim Ổ Đào Pháp, một bộ võ công có thể khắc chế được Tuyết Sơn Kiếm Pháp của ông xã. Kim Dung mô tả rằng muốn luyện Kim Ổ Đào Pháp cần phải là người có nội lực hùng hậu, bằng không thì khó mà phát huy hết uy lực của bộ đào pháp này. Mọi người thử tưởng tượng xem, phụ nữ vốn là phái yếu, từ sức mạnh cơ bắp đến độ linh hoạt đều thua nam giới khá xa, đáng nhẽ sử kiếm sẽ hợp lý hơn, ấy thế mà bà ta lại lấy sự nặng nề làm điểm tựa để sáng tạo ra Kim Ổ Đào Pháp, quả thật là ngược đời. Đình Phong tự hỏi rằng, nếu người sử đao là Sử Tiểu Thúy chứ không phải Thạch Phá Thiên, liệu có đánh bại được Bạch Tự Tại như lời sấm truyền hay không, hay cũng lại lấy một chút ghen nổ của ông xã mình. Nếu có một bảng xếp hạng ngộ tính mà không có mặt Đồng Lão hay Thái Phi Tây Hạ thì e rằng bảng xếp hạng đó chưa được hợp lý, bởi vì hai con người này sở chỉ số IQ và loại thượng thẳng trong giới nữ nhân. Thiên Sơn Đồng Lão lúc mới hoàn đầu chỉ là một đứa nhỏ 8-9 tuổi, ấy thế mà hai mắt như điện, lấp lánh có thần. Bà ta từng nói rằng võ học phái Thiếu Lâm so với Tiêu Dao chẳng khác gì ngói với ngọc. Trong khi Lý Thu Thủy y phục áo trắng, thân khí định nhàn đứng ở một bên, làn gió nhẹ hiu hiu thổi vào tà áo, bất ngờ như một nàng tiên, chỉ nhấc nhẹ tay đã chém cụt chân Đồng Mỗ, võ công phiêu giật chẳng thể tưởng tượng được. Nếu không phải người có ngộ tính thì làm sao đạt tới cảnh giới như vậy. Quách Tương có lẽ là nhân vật có gốc gác hào hoa nhất trong tiểu thuyết Kim Dung. Cháu ngoại Đông Tà, bố mẹ Tịnh Dung, ca ca Dương Quá, đệ đệ Tam Phong, nàng nhà được thưởng ghen trội mà bình sinh thông minh lanh lợi. Chính Kim Luân Pháp Vương sau khi gặp cũng muốn thu nhận Quách Tường làm đệ tử. Lão bình thời từng thu nhận 3 học trò, đại đệ tử văn võ song toàn, tư chất cực hay. Pháp Vương vốn định chuyển cho y bát, chẳng may y chết non. Nhị đệ tử đạt nhị ba thật thà trung hậu, có thần lực nhưng y quy không cao, không thể lĩnh hội võ công cao thầm huyền diệu. Tam đệ tử Hoắc Đô Vương Tử bản tính khinh bạc, vô tình vô nghĩa, lúc nguy nan phản sử bỏ chạy. Pháp Vương tự nghĩ tuổi lão đã cao, một thân tuyệt kỹ chưa biết truyền thụ cho ai, chẳng lẽ chăn non sau không còn ai biết đến thứ võ công tuyệt thế này của lão. Mỗi lần nghĩ như thế, lão lại thấy buồn buồn. Giờ thấy Quách Tương tư chất thông minh hiếm gặp, Pháp Vương kết nổ đĩa luôn. Hai thầy trò có duyên không phận, tuy nàng không có diễm phúc gặp được Minh Sư, nhưng trong lần vô tình gặp được Trương Quân Bảo và Giác Viễn, cũng vô tình mang về cho mình 2-3 thành Cửu Dương Thần Công. Nhờ sở học rộng rãi, cộng thêm nội công bất xuất Cửu Dương, năm 40 tuổi đại triệt đại ngộ, khai sáng ra Nga Mi Phái. Lâm Triều Anh chắc chắn là cái tên không quá xa lạ với các độc giả nghiền tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Bà vốn trời sinh thông tuệ, võ nghệ cao cường chẳng kém gì tổ sư phái Toàn Chân Phương Trùng Dương, đã phải lại tự mình sáng tạo ra hai môn ám khí vô cùng uy mãnh, không kém phần hiểm độc là Ngọc Phong Kim Châm và Băng Phách Ngân Châm.
nên biết rằng Khương Trùng Dương vốn là kẻ mạnh nhất trong võ lâm trong thời ông ta còn sống. Dù cho lúc này có nhiều kẻ bản lĩnh chẳng kém gì như Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế hay Bắc Cái, nhưng kỳ lạ thay, một nữ nhân họ Lâm lại chính là người duy nhất mà Khương Trùng Dương cảm thấy khâm phục thực sự về võ công. Lý do là bởi bà đã tự mình sáng tạo ra Ngọc Nữ Tâm Kinh để khắc chế kiếm pháp Thái Toàn Chân. Ông ta dành liền 3 năm trời nghiền ngẫm, chẳng hề xuống núi để tìm cách áp đảo lại võ học của người thường. Thế nhưng rốt cuộc cũng đành cam bái hạ phong. Trong Ngọc Nữ Tâm Kinh có một điểm tuyệt hay, đó là phong Ngọc Nữ kiếm pháp mà Lâm Triều Anh sáng tạo ra vừa tương khắc lại vừa tương sinh với Toàn Chân kiếm pháp. Một khi song kiếm hợp bích khởi ra, hai bên đắp đổi không chỗ sơ hở, uy lực mạnh mẽ không sao kể xiết. A Thanh chính là nữ chính trong bộ truyện ngắn Việt Nữ Kiếm của nhà văn Kim Dung. Nàng chắc có lẽ là nữ nhân có ngộ tính võ học khủng nhất trong phái Yếu, bởi vì theo lời mô tả, A Thanh xuất hiện khi tuổi chừng 16-17, mặc áo màu xanh lục đang dẫn khoảng chục con dê đi chăn, chẳng ngờ bị 8 kiếm sĩ nước Ngô uống rượu say quấy rối. Thật may không phải quấy rối tình dục, mà là quấy rối đàn dê của cô. Tưởng là ngon ăn nhưng ngược lại, những thanh niên này bị A Thanh tặng cho cả rổ hành. Kim Dung mô tả cô tay cầm gậy trúc, sử kiếm thuật thượng thừa, tà áo màu xanh nhạt ấp hới tung bay trông hết sức ngoạn mục, trong chớp mắt đã chọc mù mắt cả 8 tên kiếm sĩ ăn hại kia. Đến cả Phạm Lãi là một người hiểu kiếm thuật, đứng từ ngoài coi mà còn hoa cả mắt, tự nghĩ thầm trong bụng, con gái nhà quê không biết lễ phép, tại sao lại học được thứ kiếm pháp ghê gớm đến thế. Chỉ cần hỏi xem thầy cô ta là ai, sau đó mời dạy cho võ sĩ nước Việt thì việc phá quân Ngô chẳng có khó khăn gì. Thế rồi ông ta hỏi A Thanh mới biết kiếm thuật đó do cô tự nghĩ mà ra, chẳng hề có ai truyền dạy hết. Thì ra năm 13 tuổi có một con vượn trắng bản lĩnh cao cường, có tên là ông Bạch, thường xuyên cưỡi dê của A Thanh. Cô không cho thành thử hai bên gây lộn đánh lẫn nhau. Cứ thế ngày qua ngày, A Thanh ngộ ra một thứ kiếm thuật kinh người mà chính cô cũng không hề hay biết. Ảm lại dù cố gắng cử 80 quân sĩ đấu với A Thanh để học kiếm pháp đó nhưng đều thất bại. Tuy nhiên họ cũng miễn cưỡng tìm ra một chút manh mối rồi đem truyền thụ cho người khác. Chỉ có vậy thôi mà kiếm sĩ nước Việt đã trở thành thiên hạ vô địch rồi.